Bây giờ là hơn 4 giờ sáng và mình đang trên đường đi bắt chuyến buýt đầu tiên tới sân bay Incheon để tiễn Jaechan sang Nhật tham dự Mama vào ngày 29. Như các bạn thấy thì bây giờ là mới có 6 giờ thôi nhưng mà đã có rất là nhiều chỗ được đặt trước và có lẽ là các fan đã tới từ đêm hôm trước cơ. Hôm nay dự báo là mưa nhưng mà hôm nay giờ khi mà tập trung lại thì mặt trời đã lên và thời tiết rất là đẹp. Mình không đang đến đón Jaechan nhưng mà mình còn gặp được em bé Hani cùng với các thành viên của New Jeans. Em bé hân xinh lắm là luôn ấy. Trời ơi, sao lại có thể có một em bé xinh như em bé Hani chứ. Các thành viên New Jeans cũng rất là xinh luôn các bạn. Và cuối cùng thì Jaechan của mình đã đến rồi. Ôi, em tôi hôm nay không biết ăn nhưng mà xinh như búp bê luôn ạ. Mỗi tội là bịt kín quá trời luôn em. Jaechan à! Anh nói gì anh mời rồi. Jaechan à! Xin chào. Jaechan à! Và đây là thành quả của mình. Thêm một chiếc gánh xinh xẻo của em bé Honey.